Red Velvet vang bóng khi SM ra sản phẩm mới, ngày toang đã đến. Thái độ lạnh nhạt của SM đối với nhóm đã có lời giải thích hợp lý. Đây có lẽ là hậu quả sau phốt thái độ Iron dính phải hồi cuối năm 2020. Mới đây, cộng đồng người hâm mộ Red Velvet đã vô cùng lo lắng về việc năm cô gái có thể sẽ tan rã trong thời gian tới sau khi SM công bố các dòng sản phẩm mới không có sự xuất hiện của nhóm. Được biết, chỉ gần đây, nhóm còn được hy vọng sẽ comeback trong đầu năm nay. Cụ thể, cửa hàng bán đồ lưu niệm của SM, SM Town & Store mới đây đã phát hành loạt sản phẩm mới với mẫu mã vô cùng bắt mắt. Dòng sản phẩm mới nhất là một loạt các chìa khóa biển số có tên, ngày ra mắt và màu sắc chính thức của từng nhóm nhạc SM. Những nhóm nhạc đang hoạt động hoặc đã lâu không comeback gồm aespa, NCT 127, NCT Dream, Wavy, Jinny, Super Junior, DBSK, SNSD và EXO đều có mặt trong loạt gút mới. Thế nhưng, Red Velvet bất ngờ vắng bóng. Với việc Red Velvet hiện vẫn đang hoạt động dưới trướng công ty, người hâm mộ đã bị sốc và bối rối trước việc SM loại bỏ nhóm ra khỏi dòng sản phẩm vừa ra mắt. Trước đó, nhóm cũng không có mặt trong một dòng túi sách được ra mắt vào ngày 23 tháng 2, dù Jinny, EXO, Super Junior, TVXQ, Girl Generation và NCT đều có mặt. Lần cuối Red Velvet tái xuất với đội hình đủ 5 thành viên là khi họ phát hành ca khúc Pistro tháng 12 năm 2009. Không lâu sau đó, Wendy bị tai nạn và phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian dài. Trước khi Red Velvet có thể comeback trọn vẹn, Iron và Seungri đã lập nhóm nhỏ, 5 thành viên cũng phát hành một số single như My Highway, dự án thuộc SM Stadium, ra mắt vào tháng 8 năm 2020, và OST, phim Startup mang tên Future vào tháng 10 năm 2020. Đầu năm 2021, Red Velvet đã xuất hiện đông đủ tại concert online của SM. Các cô gái cũng hứa hẹn rằng họ sẽ sớm comeback trong nửa đầu năm 2021, do đó fan không khỏi hoang mang khi SM loại nhóm khỏi dòng sản phẩm mới. Đáng chú ý là SM cũng không tung ra thiết kế của Red Velvet. Khi phát hành bộ sản phẩm túi sách Lucky Handy Bang ngày 23 tháng 2 năm nay, ở thời điểm ấy chỉ có mẫu túi của Jinny, EXO, Super Junior, DBSK, SNSD và NCT xuất hiện. Một động thái khác khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên là khi Jerry hé lộ trên show thực tế Jerry Room của mình rằng Red Velvet bị trì hoãn compact. Đã thế, chương trình Jerry Room bất ngờ bị hủy bỏ ngay đúng ngày sinh nhật của nữ idol vì hoàn cảnh không lường trước được từ phía SM CNC. Vấn đề là cách đây không lâu, Jerry còn nhắc đến việc show của cô sắp lên sóng mùa 2. Động thái khó hiểu mà SM dành cho Red Velvet khiến review phẫn nộ, nghi ngờ nhóm bị đối xử bất công. Theo họ, trong vài năm gần đây, các cô gái bị công ty quảng bá một cách hời hợt. Một số fan thậm chí còn tổ chức liên lạc với SM nhằm yêu cầu đối xử với họ tốt hơn, chẳng hạn như đăng thêm về hoạt động cá nhân của từng thành viên trên mạng xã hội. Nhiều người đang kêu gọi nhau liên hệ với đơn vị SM Brand Marketing để đòi lời giải thích liên quan đến việc Red Velvet không có gút mới. Tuy nhiên, không ít người lại có suy nghĩ bi quan hơn. Họ cho rằng SM gạt Red Velvet khỏi dòng gút mới, bất ngờ xóa sổ show của Jerry có thể là dấu hiệu nhóm sắp toang. Hợp đồng 7 năm của Red Velvet sẽ kết thúc vào tháng 8 năm 2021. Thông thường, các nghệ sĩ sẽ thảo luận với công ty 6 tháng trước khi hợp đồng kết thúc, chính là thời điểm hiện tại. Red Velvet có khả năng đối mặt với nguy cơ tan rã nếu một vài thành viên không tái ký với SM. Fan bình luận, làm ơn đừng để Pistachio là bản hit cuối cùng chứ. SM xác nhận là sẽ comeback năm nay mà sao mơ hồ thế. Khả năng cao là đang đàm phán hợp đồng đó. Đợt Taeyeon cần hết hạn hợp đồng, SM cũng làm ăn khá là lộn xộn như vậy mà. Giờ cô ký hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ở lại thì chắc đi bán lịch giống SNSD. Nhìn cách nó đối xử với Red Velvet xem lần này là lần thứ mấy rồi. Có mới nấy cũ đấy, chỉ cần các chị hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Red Velvet mãi mãi là con số 5. Tôi nghĩ là SM lại ép hợp đồng rồi, không sản xuất gút, fan sẽ dần dần lên, trên Twitter này nọ, rồi lại sẽ có thêm bài trên các diễn đàn mà thôi, kiểu gì Red Velvet cũng đọc được fan mong cả nhóm thế nào. Mà thường giờ SM thì sẽ khó có hoạt động nhóm, làm vậy là đẻ kéo 5 người bên nhau, chưa kể tạo nên sự phẫn nộ, bất công với nhóm thực sự thúc đẩy fan chi mạnh cho đợt comeback mới á. Đến giờ, SM vẫn chưa phản hồi vì sao Red Velvet không xuất hiện trong bộ sưu tập vật phẩm mà công ty mới phát hành. Dù nhiều người hoang mang nhưng vẫn có ý kiến tỏ ra lạc quan, cho rằng những dấu hiệu kia chưa đủ cho thấy sự nghiệp của năm cô gái ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhất là khi chính CEO Lee Sung-soo của SM tuyên bố nhóm sẽ sớm comeback.